đấy, sau mấy tiếng chuẩn bị, bốn anh em cuối cùng cũng nấu ra những món chuẩn. Tăng hai bốn anh em mình mẹ vất vả quá nhờ. Mấy chị em sướng được ngồi rảnh. Chị em quay tới nhờ. Đấy. Đấy anh chị em đấy, đánh điện tử à. Chị em ngồi nhìn này, toàn đánh điện tử này. Đấy có làm gì đâu. Anh em mình vất vả. Có thì may ra bây giờ mới bắt đầu pha nước chấm. Anh em toàn phải nấu ăn rồi khổ lắm. Thiệt thòi. Ừ nhỉ. Đấy. Thằng Thắng á, thằng Thắng ở đây. Ở đây toàn những người ngồi hay ngồi cạnh nhau đúng không? Thắng ngồi cạnh Ngọc. Hình như anh em mình cùng tổ không nhỉ? Hôm nay là cố của những người cùng tổ. Tới với Quy cũng cùng tổ.